à? Em chào chị nhé. Chào em. Chào chị. Xong cơm rồi em. Xong rồi, chuẩn bị thôi. Sao được nhá? 800 này, 1 triệu này, 1 triệu 2 này, 1 triệu 4 này. Cho anh hiểu. Đấy, trợ sử Quân nó mừng tân gia thì nhận đi. Thế còn hôm nay thì cháu Lực cũng nhận được thêm là hai cái phong bì của bác ạ. Một cái phong bì là của bác Chiêm bác Hà và một cái phong bì thì của là bác Sáu Tên. Vậy hôm nay thì anh chủ tịch thì cũng lên luôn các bác ạ. Anh đi vào ngồi đi anh. Cháu Lực xin chào quý ông bà, cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Cháu sự xin kính chào quý ông bà, cô chú anh chị. Lời đầu tiên thì cho hai anh em xin một gửi một lời chúc và một lời cảm ơn tới tất cả khán giả đang theo dõi trên kênh Bản Em. Và đặc biệt là Mạnh Thường Quân trong thời gian qua đã đồng hành cùng cháu Lực để mà đến cái thời điểm đến hiện tại. Ngày hôm nay thì ngôi nhà của ba ông cháu thì cũng đã được lên nhà mới rồi các bác ạ. Đấy, bây giờ thì anh em đang chuẩn bị là mỗi người một công một việc. Em Hải thì đi đâu rồi? Hải đi nhà chú. Hải đi nhà chú à? Còn nấu cơm trên nhà chú luôn thôi chưa? Có ạ. Có à? Vâng. Là trên nhà chú thì cũng có bếp các bác để mà tận dụng lại nấu cơm luôn. Còn nhà cú ở dưới này thì cháu Lực với lại ba ông cháu là sẽ tận dụng lại để nấu cơm. Còn là một tí nữa ăn cơm thì sẽ lên trên nhà mới kia để mà bày mâm xong là ăn các bác ạ. Đấy, bây giờ thì hai anh em cùng đi làm việc thôi nhá. Vâng. Hôm nay thì cảm xúc thế nào là đến ngày tân gia rồi? Vui ạ. Vui à? Vâng. Có điều gì muốn nói cho các bác không? Có muốn gửi một lời cảm ơn gì tới cho các bác không? Hả? Hay là đang ngại quá? Không biết nói á? Thì trong thời gian qua các bác đã giúp mình như nào thì mình cảm ơn các bác thôi. Nha. Đây bây giờ thì có vẻ như là thanh niên đang khá là ngại ngùng của các bác ạ. Thì bây giờ thì anh em mình sẽ làm việc gì ạ? Hả? Hộ chú à? Đấy, hôm qua thì anh em cũng đã đi thôi, anh em mình làm thôi. Đấy, hôm qua thì anh em cũng đã chuẩn bị xong tất tần tật những mọi cái rồi. Hôm nay là chỉ việc là vào nấu luôn thôi. Đây, ở đây thì là hiện tại là đang là 6 con ngan thì một tí nó sẽ để luộc. Bác nổ. Vậy. Mà châu với bác nữa nè. Mà châu bố. Ở đây mà chỉ chưa mà nè. Ui, chỉ để gì đúng không ạ? Ồ, chỉ chưa bác không ăn đó. Thấy gì nữa. Ồ. Ông đang bổ củi một chút rồi các bác này. Củi thì rất là may là trong lúc mà trong khoảng thời gian này khi mà anh em đi vào làm nhà đấy thì là trời cũng nắng rồi cho nên là củi kiếc mọi cái khô. Ở đây thì các cô là đang tốt cái vỏ đố cộng lại thêm lại với đậu nữa. Đấy mày tầm ăn không? Đấy mày nọ. Tầm ăn lên tên tơ đấy. Tên lùi xe tớ. Các cô thì đảm nhiệm cái công việc mà rửa với lại tách đậu ra, còn ở trong nhà thì các chú thì đang với lại các anh thì đang nhiệm vụ gọi là thái thịt đi vào nấu. Ui xong rồi anh, chào anh nhá. Ui anh nay sớm đấy nhở? Sớm à? Bây giờ là xong đến cái món nào rồi anh? Ờ còn món giò đâu rồi xứ ơi, giò đấy em để đâu rồi? Cái hộp bia cắt tông ấy để trên nhà mới á, lấy xuống đây để một tí mình thái chứ nhở? Yeah. Cái đấy thì mình không cần phải ấy luôn đâu, mình ăn sống luôn cái đấy. Chưa chưa là. Đấy bây giờ thì xử đi lấy giò một chút nhá. Đấy. Chia ra một đội là đến trên nhà chú để mà tận dụng cái bếp của nhà chú để mà nấu cơm cùng rồi. Ở đây thì bây giờ còn phải là lấy cái kiềng để mà kê ra bên ngoài để mà luộc gà này. Là luộc ngan chứ. Anh nhầm. À, đây là đang luộc thịt trước các bác ạ. Ngày hôm qua thì mấy anh em đã cùng lại các bác lại gia đình của ba ông cháu thì cũng đã chuẩn bị xong đồ mọi cái rồi. Hôm nay là chỉ cần việc nấu luôn. Đấy, mùa này đang là cái mùa mà mùa lạnh ấy cho nên là không sợ là thịt nó bị mùi cả. Đấy, ông thì mặc trên mình là những cái bộ quần áo mới mà hôm nọ mà mấy anh em đi chợ để mà mua rồi ấy. Thực sự ra để mà nói thì có rất là nhiều cô bác thì cũng có muốn mua cho ông là những cái bộ quần áo mà dân tộc Kinh ấy các bác. Đấy nhưng mà ông chỉ thích mặc những cái bộ quần áo mà truyền thống chính cái dân tộc Mông thôi. Cái nồi đấy là để luộc ngan hả chú? Hay là để nấu canh ấy?
Đây không có nắp à anh? Không có nắp à? Có à? Để nắp cho nó chín nhanh nhờ. Hả? Ở thùng éo còn sao chứ mẹ? Ừ? Anh ngáo phá phá cho mẹ đi xúc gì đấy mẹ? Ừ? Hello, hello, yêu xúc gì đấy mẹ? Đây, ở đây thì đầu bếp chỉ toàn là các bác ở trên bản là hộ nhau thôi các bác ạ. Ô, thằng phay bên này bên nào nè nọ, bác nọ. Ô, phay bên này bên này nọ. Ô, tốt thùng ăn ra. Ờ. Hôm nay thì có vẻ như là các bác cũng dậy từ rất là sớm đấy, có khi là dậy từ 5 giờ rồi. Cháu Lực thì từ dưới nhà lên thì là lên 5 giờ rưỡi. Nhưng mà dậy là báo thức là vẫn phải dậy 5 giờ rồi, đánh răng rửa mặt xong lên. Nào ra đây chú Bảo, ra đây anh Bảo. Ra đây, bày bông ra đây. Đây các con của chú thì đi trong rất là đáng yêu các bác ạ. Ra đây bông. Đi đâu về đấy hả bông? Đi đâu về? Đi đâu về? Đi nhà về à? Đi nhà về không phải đi đâu về. Nào bấy ra đây. Nào, giờ khoanh tay chào con các bà đi. Nhìn ra kia, từ từ. Hãy nhìn ra kia. Con chào con bà. Rồi, nào bấy. Con chào con các bà. Rồi. Bảy với lại bông thì khá là ngoan các bác. Còn một thanh niên thì không biết là bỏ chạy đi đâu rồi. Anh Hải đâu rồi? Anh Hải đâu? Hải thì chắc là vừa đi vào trong nhà rồi. Cái đậu phụ này thì thật sự ra thì cháu nó cũng không có cùng bao cháu để tự làm, nhưng mà chỉ lấy đặt lên thôi các bác ạ. Lấy đặt lên này còn nóng hổi luôn các bác. Người ta vừa mới làm xong. Anh Sở thì nay mặc trên mình những cái bộ quần áo mà hôm trước là hai chị Nguyệt Thúy cũng có bảo cháu Lực là đưa hai cháu để mua quần áo mới để mà lên Tân Gia. Đấy, một tí là cho các anh xong là thái vào đĩa một tí ấy. Đấy, lấy đĩa luôn để cho vào đây trong tí các anh chỉ cần việc nấu và thái ở đây thôi. Sứ ơi, mình dùng cái đĩa này thì cái ở trên kia thì nhà không phải dùng ấy nhá. Này được lắm à? Rồi. Đây là ướp cái gì đấy? Này cả đáng nhất là ổ giá. Ồ. Anh Sử là hôm nay là cùng các anh đạo diễn đấy nhở? Vâng. Làm được món nào chưa? Chưa được. Chưa à? Hôm nay có mời bạn nữ nào đến tự Tân Giao? Hả? Mời bạn nữ nào tự Tân Giao? Không à? Anh Sử thì cũng có khá là ít bạn đâu các bác ạ, cho nên là cũng không có nhiều lắm. Ô đây là con của anh à? Thấy không? Ôi, Hải thì vừa đi đâu về đấy Hải? Vừa đi chơi, trên nhà chú về à? Chào Hải, xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Đi trên nhà chú là làm việc gì? Cô bảo là lấy quần áo mới cho. À, lấy quần áo mới à? Thế quần áo mới của mình đâu rồi? Thế bây giờ đi mặc đi. Đấy, áo mới, nay là Tân Gia mặc áo mới. Bây giờ thì cháu sẽ cùng các anh để mà thực hiện cái công việc mà chuẩn bị đồ trước đã của bác. Một tí nữa thì độ tầm là vài tiếng nữa thì sẽ khách sẽ về là sẽ cũng sẽ ăn cơm thôi. Anh ở sáng nay đến từ sớm chứ anh? Còn đến lúc mà. Còn đến lúc à? Ừ.
đậu này thì còn là nóng hổi rồi đấy các bác. Đậu này thì chúng ta để sốt cà chua nó sẽ ngon hơn đây nhỉ. Em lấy ở đấy nhà, đấy nhà là bán bún chua ấy. Qua chưa à? Đâu? Chờ nó thích cho nó bằng cái này nhé. Đó. Đầu này đang nóng rồi, bây giờ mà làm bắt nước chấm này chắc là ăn luôn cũng được anh nhỉ? Được. Tao mặt trắng xuyên này anh. Không bị đau bụng. Tao mặt trắng xuyên tao thế. Tao có mặt trắng rồi. Ôi, ôi Cương đến rồi à? Vào đây, vào đây thái lẩu đi Cương ơi. Đấy, tìm dao đi em. Cương là đi bộ từ dưới kia lên đấy nhở? Cương là đi bộ từ dưới cái chân đồi lên được không bác này? Nhà Cương với nhà em Sử thì hai cái nhà mà gọi là song song với nhau, nhưng mà nhà Cương thì thấp hơn, nhà Sử thì cao hơn. Dưới này người ta không đào được xe máy đi qua nhỉ? Đúng rồi á. Ngày xưa đào nhưng mà dân không cho. Ngày xưa đào thì dân bụng thì bà con không cho nhận nước đúng không anh? Ờ. Nhưng mà nhà cho nhà kia không cho là không vào được. Ờ. Đấy. Sao lại tập phân hay không? Ờ. Thế nhà mình nhớ ai làm cũ bàm gì cũng đi hộ với nhau hết rồi anh nhỉ? Không phải đi thuê để mà làm thôi nhỉ? Cưa con dao nào? Đây anh nhân vật này làm tay cho nó nhanh. Cơ là từ dưới kia lên là mấy giờ cơ? Từ 6 giờ hay từ bao nhiêu giờ? 7 giờ mới lên à? Hả? Thế thì không tốt cả là qua. Mẹ không mong qua. Dạ. 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 Mà mẹ là mẹ chuẩn. Dạ. Rồi, xong rồi. Dạ. 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 Lại đi làm đi mà không được khóc thì nó cũng là rất là may là các bác hàng xóm lại ai cũng là nhiều rất là nhiều tình. Nhưng để nó chứ nó hay đặt tay rồi. Chị là nằm ở đây tay nó này. À, tôi ăn hẳn lẽ. Này. Cũng tôi mặc dù là tôi. Ủa lẽ. Ai chạy cái tôi đưa mẹ luôn á. Mẹ mua cho tôi tốt thôi. Mẹ mua cho tôi tắt hết. Mẹ ủa
cái này ta chỉ biết thái chứ này, nếu mà bây giờ mình thái được thì mình thái luôn, thái để vào đĩa các bạn, để vào đây để đâu chút chút mà để đâu mình dọn cho nó dọn chỗ nào nhỉ anh nhỉ, ở đây thì nếu mà nãy mình lấy ra thì để kia đây anh ạ, tí mình lấy ra, mình lấy ra cái chỗ phà này, cái chỗ cái sàn này kìa, mình thái để vào đấy nhỉ, đấy tí mình nhờ bị đáng nghe lấy sáng là mình lấy cái này đi xuống cái thái luôn thì ấy hơn nhỉ, trong nhà này cũng chật đấy. Thôi bây giờ đi rửa bàn này xong là đi xuống ấy để cho nhà để thái nhỉ. Đúng không? Cái này thì để đâu đây anh nhỉ? Cho nó cách khai nhá. Tận dụng lại cái chỗ mà sàn phơi thóc này để mà mình để vào khô không các bác ạ, để mà mình thái thức ăn trên này luôn. Đây, bây giờ hiện tại là các chú bên này thái thịt. Mình chưa chọn mặt chọn lại nữa. Nay bây giờ mình rửa sạch trong tí mình thái thức ăn chín đây luôn này nhỉ. Ông vừa làm lại rồi. Mình rửa cho nó vuông cái này đi em. Mình sẽ bật cho cái lỗ ăn rồi, cho cái này đi. Đấy. Anh người. Một người đi ăn một mình đấy. Thích đùa. Một người đi ăn một mình đấy. Thì đấy. Lấy ghế em ngồi đấy. Tao nào cả. Tao muốn như nhau à. Tao thấp lắm. Tao tao giờ là thấp lắm. Mày mới chín, mày chờ thôi là giờ sáng mày chờ tao lu xếp được cái cao cái sáng. Ông này đây là mặc những cái bộ quần áo ông bỏ đi chợ mua. Nên tôi phải mau đưa xe nào. Cái này luôn. Mặc áo mới đồng hoàng không bác. Thế chứ. Bây giờ thì à thế. Ôi Hải à. Đẹp đấy nhờ. Ôi giời, áo quần là đẹp phết nhờ. Cái diện hôm nay thì ba cháu sẽ diện là nguyên đồ mới để mà ăn tuần ra luôn các bác ạ. Ôi bây giờ đi làm gì á? Không biết đâu à? À hôm nay có vui không? Có ạ. À? Có. Hôm nay là vui vui như thế nào? Có. Vui là tuần ra nhà mới. Ồ. Ôi, đi làm gì làm đi. Bây giờ thì anh cũng không có gì làm đâu. Đây là cái món nào chưa? Bây giờ mình thái nào cũng được thôi anh, bây giờ lấy hết đĩa ra ngoài thôi. Bây giờ mình thái để vào đĩa thôi nhỉ. Cái là để vào đĩa hả? Rồi, cái nào cũng để vào đĩa bác ý. Em lấy đĩa lên 100 cái mà. 100 cái nhá, thoải mái nhỉ. Bây giờ thái thịt chưa anh nhỉ? Hay là thái Cương đi vào lấy đĩa đi. Đĩa lên một mối tạp hình xong này. Cái thịt lợn cái còn nóng quá hay là mình thái ra trước mình nhỉ? Xong rồi tí mình xếp vào đây. Đã bảo xử lấy cái màng một cái phẩm này tí thái xong rồi chúng nó bọc lại.
máy thái là bà con của thôn nam đây có nhà sản đấy mà chơi hả cái đó của thôn nhà nam đây có cho là cái sản xuất nổ chưa được chưa được thái bao nhiêu đĩa đây anh nhỉ bây giờ cái thái tất cả đĩa hết đi nhỉ Sao mùi đĩa làm hai hai khoanh đây nhỉ? Hầu như là cái món này rất là lạ với lại bà con mình anh nhỉ? To quá anh. Hả? To quá. Đây được không? Mỏng rồi. Mỏng rồi nhỉ? Cái này chỉ có cái này chỉ nó tua này tua phải không? Tua sao? Đừng ta. Sao con thấy được? Được chứ được anh. Không được rồi, cái này chắc cũng làm được rồi. Cái của sắt cháu không? Anh mới mới chắc được sắt cháu. Thân là có tốt rồi ngay. Cái một cái thịt thun là chứ. Cái nhà cũng có thể khác là. Cái kinh nhà sắt ạ. Mình xây cho tôi. Nè, đã khăn làm tốt. Gặp ra được phía đây đây thì khi mà bà con đã đi vào nấu cơm của bác này thì không có ai có sử dụng bao tay cả, cho nên là rất là mong các bác anh chị sẽ thông cảm. Hầu như là mình ở trên vùng cao này thì không thể sử dụng được bao tay cả. Như cái món chả này là trên vùng cao thì chắc là rất là độc đáo rồi anh nhỉ. Ở đây có nhà nào làm chả không anh? Ở trên mình có làm chả không? Cái này không làm đúng không? Không biết là xử lấy vàng bọc thực phẩm về đâu. Lấy vàng bọc thực phẩm về thì anh em lái xong thì bọc luôn. Chắc cũng lấy một cái ốp phá sáng xong đi thẻ. Cái lấy vừa xong nó để cái gì? Dạ bất chú, mơ bữa thôi, tôi xin ra rồi. Thứ kia rồi. Thứ kia rồi. Tao đâu có nhân. Này, mỗi mà tí nữa làm thêm bát nước chấm nữa. Thì ông nào đảm nhiệm làm bát nước chấm. Kéo không được à? Đây được rồi. Đây, mình kéo cho nó. Tại vì cái đĩa này nó là cái đĩa to đấy. Cái đĩa này, cái đĩa bé chứ.
Rồi thì chắc là phải nhấc bộ bàn ghế để ra bên ngoài đó các bác. Rồi đó, làm sao mà được. Đấy, phải trang phá. Ngôi nhà của mình đi. Cái khi mà xong thì sẽ lại lấy bàn ghế đi vào. Nào Cương. Ê, trong nhà thì mình sẽ ngồi ở tầng 4 không? Cái dưới kia thì đang nắng một đội và đang nấu cơm thôi. Đi vào đây một tí mình còn ngồi được ấy. Khi mà khách đến thì có thể là ngồi đây uống nước đánh tạt đúng không? Sao mà mình để cho nó đi xuống dưới nhá. Này chỉ bên ngoài này có làm mâm bên này không nhở? Làm mâm đây này. Cái mâm đây à? Cứ để tí xuống đấy là 4 mâm ở xuống đấy. Trong nhà là 4 mâm rồi. Rồi là 3 mâm. Rồi 3 mâm. Làm một là công nước đấy. Xử lý pha chè à? Đấy một cái rẻ ra đi xử đấy, lo cái bàn này. Cho nó là không có dính nước gì. Bây giờ thì sẽ để tạm cái bàn ra bên ngoài đó của bác ạ. Rồi thì khi mà tân gia xong thì sẽ lại vận chuyển cái bàn bộ bàn ghế này đi vào trong nhà, để vào trong nhà nữa. Đây ở dưới kia thì bây giờ cũng đã chuẩn bị là gần xong thôi. Một tí nữa thì khi mà đi vào, ôi sao cái này lại bị chảy ấy. Đấy, đấy. Có con nước ấy. Đây thì cháu được xé cái hình sau của bác ạ. Bát cố trên bảng là bát nào cũng phải là đầy ự của bác ạ. Xem thì nào, mấy chị em lên đây bảo. Kiếp đây. Bóc quả đi. Bóc ra. Đúng rồi, bóc quả ra xong để vào là mỗi mâm là 8 quả nhá. Thì mỗi mâm mình ngồi ngồi 8 người thôi, chỉ được mỗi người một quả thôi. Đúng rồi. Mà nói luôn không là để một mâm tí, mâm nhiều mâm ít thì ra là không phải bóc vỏ đâu nhá. Đây không phải bóc vỏ đâu, chỉ ăn tự bóc thôi. Đúng rồi. Ai ăn là tự bóc chứ bây giờ mình bóc vào sắn thì bây giờ là cứ cho 20 đĩa thôi nhỉ. Bây giờ ấy. Thế là lúc đó chặt chắc là mọi người. Các phụ nữ chị em ở trên bản là phải hướng dẫn tận tình một chút thì mới biết làm của bác ạ. Đấy, bây giờ thì ba phụ nữ đang xếp quả. Có hai rổ mà đúng không? Mỗi đĩa là để 8 quả nhá. Còn cái này thì đừng có để nữa nhá. Cái này thì bỏ đi đi. Đấy. Cho to có số nào mà.
cũng vừa đến nơi luôn các bác này, vừa đến thì lao vào công việc làm chặt thịt gà. Vừa rồi thì cháu Lực có nhận được một cuộc điện thoại là của anh chị Kiện Yên, chị cũng đang ra. Tao phu về túc vậy nào? Đó, đang mở hàng tua. Đi xem mà món đậu thì phải đậu thế nào. Đậu đơn giản thôi. Tình hình đậu sắp xong chưa? Một tí nữa. Nay mấy anh em ai cũng là khá vất vả đấy nhỉ? Khổ xử, khổ đâu làm. Anh em thì cái này tí mình tí mình cho cà chua đảo đảo là cho vào không. Sốt là xong cà chua cho làm chưa đảo vâng ok rồi vâng cà chua thì nó chín nhanh, các ông thì bây giờ cũng đã về rồi. Chua này thì phải là quý của bác ạ thì mới ấy được. Bao nhiêu đĩa rồi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 rồi. Làm mà thêm 20 đĩa nữa. Nhị sĩ cứ từ nhị sĩ. Tức cái đó là từ mì tiếp còn đâu, cái thừa thiếu còn chính còn lắm. Cứ em cứ ăn nữa. Tất cả những cái đồ thì sẽ chuẩn bị thức ăn để chuẩn bị ở là ở nhà dưới. Còn là một tí nữa thì sẽ mấy anh em khi mà xong hết đồ đi gần đến giờ rồi sẽ lên trên kia để mà giải mâm. Cái này là nước. Năm phát không nữa nọ, năm phát nọ. Thì có hơn lần. Năm phát không nữa nào. Năm phát không nào á? Không ạ. Bây giờ thì cũng đến giờ mà chuẩn bị đi bày mâm rồi các bác. Đều 20 đúng không? Đây 12 ở đây bên đây đúng không? 82 là 20 mâm rồi. Thế bây giờ thì anh mới sửa lên trên bảy mâm nhá. Đây là có thanh tra này. Có làm gì không? Thế lên trên bảy mâm đây. Được không đấy? Hả? Đây này. Cái này bê luôn nhá. Bê cái này lên luôn. Bê này lên luôn. Các chị em phụ nữ bây giờ đang rửa bát một chút rồi thì còn sáng nay thì mấy anh em ăn sáng rồi đó. Cái thức ăn thì nấu ở dưới nhà cũ hết, bây giờ thì sẽ đem lên trên nhà mới để mà mình nấu cơm. Thôi thanh niên kia thì khá là nhanh. Hôm nay thì rất là vui mừng được hai chị Nguyệt Thúy đây, chị Trần Đức Đăng Minh và bạn Phạm có tài trợ cho ba ông cháu về khoản là cân da ngày hôm nay. Hiện tại thì sương mù khá là nhiều quá, có vẻ như là thời tiết hôm nay sẽ là lạnh hơn hôm qua một chút. Thế một tí nữa sẽ ngồi cả ở phần phía bên ngoài nữa. Không thì lấy bộ bàn ghế đặt ra ở góc bên kia đó. Bây giờ mấy anh em vận chuyển bộ bàn ghế ở bên kia lên nhé. Nhiều một tí em kéo ngồi đây luôn.
Bố trí thì mấy anh em ở trong bảng thì mới biết làm được các bác ạ. Cái cố mà làm như này thì là cái cố mà gọi là cái cố mà khác xa với lại cái cố ở bảng thôi. Các em thì chưa có từng làm cái cố như này bao giờ cho nên là rất là vụng về. Đấy Kai, bây giờ ra đi, phục hồi anh đây. Đây thì sẽ có một mâm là sẽ được ngồi, hai mâm là sẽ ngồi chiếu. Đấy. Kéo đi em. Đấy, mình cứ để tạm ra nhá. Một tí nữa sẽ có hai mâm là sẽ ngồi chiếu đây. Đấy, bật cái này điện lên đi, sáng quá. Bật cả cái bóng điện, đèn nó còn chơi lên đi. Chúng ta để anh ra tìm cho. Bây giờ thì em giải báo nhá, em giải từ bên kia đấy. Giải từ bên này thì chắc là độ tầm 2 mâm thôi. Đúng không? Đấy, một mâm là một tờ nhá. Đấy, ok. Cả bên này nữa. Mình làm sao mà cân cho nó chuẩn đi. Còn ở trong phòng khách, bên này thì sẽ là thêm một mâm nữa. Có lẽ là sẽ phải là rời bỏ cái tủ lạnh đi á. Rời bỏ tủ lạnh đi. À ca anh của anh đẩy cái tủ lạnh ra bên kia đó. Đấy nhá. Đúng không? Đây bên kia, bên kia, bên kia. Đây này, đúng không? Và trong nhà khá là sạch sẽ rồi cho nên là không có sợ bị mình ngồi đất cả. Đây thì có một cái chiếu thì mình sử dụng làm để làm chiếu luôn, để làm chiếu và mình giải luôn. Bây giờ cho mỗi mâm là một đĩa nhé. Sao mà đi cứ đi xuống bên kia bên là mỗi mâm là một đĩa ra ngoài. Và rất là mong các bác sẽ thông cảm được các bác ạ. Đức sẽ chỉ dạy các em là làm thôi cả không. Nếu mà để một mình được làm một thì công việc nó sẽ không có được nhanh nhẹn lắm, không được hiệu quả. Đấy, bây giờ thì đâu nhỉ? Cái kia là nhỏ nhất đây, anh bảo. Ra đây. Ra đây. Thế say nào. Nào, cái kia nữa. Đi chia ra mỗi mâm là 8 quả nhá. Đếm nhá. Đây, đếm đi kéo từng đi một em. Đấy, mỗi mâm là 8 quả nhá. Còn ở bên ngoài nữa, bên ngoài thì xưa anh báo còn đúng không?
báo con đi lấy báo đặt lên trên nhá. Trong nhà thì được 5 âm rồi. Thế phải là để là làm sao mà cho nó được thêm là 5 âm nữa. Lâu trong cả này. Con này lâu bên ngoài lên xe dùng ghế để mà đi. Thì trắng tông thì bóng ra. Đấy. Bên kia nó con ít trông hơn. Dưới nhà có cái mâm đúng không chú ơi? Dưới nhà có cái mâm đúng không? Có một cái nữa. Ở đây có một cái nữa. À đây rồi. Bố đang chơi chuồng của bố rồi. Em Hải thì đang ra bên kia đón hai anh chị là Quyền Hiển rồi. Ủa bữa anh, chưa có. Đặt lên một cái. Mâm là một đĩa đúng không? Cái này thì ở đây có một mâm là hai đĩa không? Này. Đây à, đúng không? Cái nào mà chưa bày đến thì mình để đây. Để ra góc nhá, các tình yêu nhá. Thì tí mình mới để được đồ khác. À, bây giờ thì mâm thì chúng ta cùng đang bố trí hiện tại là như thế này tương đối đã. Còn thì một tí nữa tôi được xé bố trí thêm và xé ghi hình sau các bác ạ. Lấy bao không cái nhà có mâm mà đi tìm mâm nữa, nhấc mâm kia ra bên này nữa. Thế là rộng rãi đúng không, là bố trí được ở trên này là 10 mâm. Tổng số bao nhiêu? Lấy ba cái gì đấy? Hôm nay thì khá là bận rộn đấy. Vậy vừa rồi em Hải thì đi ra bên điểm trường rồi các bác ạ. Hôm nay thì có cả em Quân và em Cương là hai anh em là cùng là lên đây. Quân với Cương thì chỉ có là đi bộ từ dưới nhà lên thôi các bác ạ. Cho nên là có đưa các em đi cũng khá là xa. Cháu Quân xin mến chào tất cả quý ông bà và chú anh chị ạ. Cháu Cương xin mến chào quý ông bà và chú anh chị ạ. Rồi. Đây bây giờ thì đi xuống dưới để bê thức ăn lên nhá. Dưới còn là rất là nhiều món đúng không? Đấy thì bây giờ bốn anh em nhá. Đây là cô luôn nhá. Mình thấy là có anh chị là Quyền Hiển là ra đây rồi các bác ạ. Chào anh chị nhá. Đây là tay xanh anh mang về nhỉ? Ai cho đấy? Anh chị à? Anh chào chị nhá. Chào chị. Xong cơm rồi em. Xong rồi, chuẩn bị thôi. Chào được nhá. Chào Hiển à, xin chào các bác. Chào các cô, các anh, các chị nhá. Chào các bác nhá. Hôm nay không quá trình không lên à anh? À có, đi lên xong. Giờ này có khỏe không em? Có. À, bây giờ này đẹp trai phết nhỉ. Trai nhỉ. Sắp to bằng anh rồi đấy. Sắp lấy vợ chưa? Ở nhà cửa đẹp nhỉ. Dẫn anh đi thăm nhà một tí nhá. Đi 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 đường nào trước. Ôi dồi, làm được nhà ở đây là cả một quá trình đấy nhỉ. Vâng, đường vào cực kỳ là khó luôn. Vừa thì anh chị là đi lạc các bạn ra bên sáng. Đi bên kia. Đi bên kia à? Đi bên kia là chỗ đường mà người ta đang cắt cua nhiều ấy. Chia sẻ chưa? Có chia sẻ. Rồi cái ghế để nó chưa? Đây. Anh đặt ra đây một cái đi. Chắc là vừa rồi em mới dọn dọn cướp đi. Nhà này là lực thiết kế phải không? Này là em cũng tham khảo cái món thiết kế của anh ấy. Được đấy. Vâng. Thế mà không có anh chị Quyền Hiển để mà dẫn dắt thì chắc là cháu được không có thể là hoàn thiện được những ngày hôm nay đâu các bác ạ. Nội thất đầy đủ luôn. Vâng. Tất cả những cái phần nội thất thì em đều sẵn nó năn ná là cùng một màu chút. Ở đây là đồng bào dân tộc Mông là không có bàn thờ. Vâng anh. Đây là ông ạ. À? Đây là ông chị ạ. À. Chào ông nha. Ê. Để nâng trăng đi.
Ông còn nói được tiếng Trung cái nhỉ? Ông còn nói được tiếng Trung chị ạ? Nói được tiếng Trung nhưng mà không nói được tiếng Trung à. Ông nhìn người rất là gầy gò, chắc là vất vả quá. Quá đi đã chị. Thăm nhà hài của Sử. Đây là dùng mới chị ạ. Em có lắp thêm là hai cái bóng đèn nó ngủ ở trời trong nhà nữa. Lắp thêm đèn nó ngủ thì sẽ sửa được nhiều. Cái củi chắc không nhó vào đây đâu nhỉ? Cái củi thì nó bảo là khó. Test một chút trước là gọi là vẫn làm rồi để dự phòng. Chỉ có là chắc nó biết ở ngoài thôi. Vì nhìn thấy nhà cửa rất là sạch. Đây là nhà vệ sinh, nhà tắm của vâng anh ạ. Wow, đấy, trong nhà vệ sinh, nhà tắm là có đầy đủ luôn. Mặc dù là ở trên khu cũng không có đường ô tô vào, nhưng mà trong này là có nóng lạnh này. Đấy. Gọi là trên bản như vậy thì cũng gọi là tương đối là tương đối rồi. Đây là chú. À, thế là ông ạ? À? Vâng, cái đấy là phải quá đủ. Hai anh em là ngủ chung một phòng đúng không? Đang em làm hai phòng à? Vâng, hai phòng cho hai anh em là ngủ chung một phòng. Hai anh em thì chung một phòng. Bàn học có này. Đấy, tủ quần áo này. Xong rồi còn giường này, bếp, chăn, các thứ đầy đủ luôn. Ây da. Nhà hải sử là hoành tráng đấy. Sứ ơi, cái này tốt ở chỗ nào đi? Ở trên góc nào ấy đèn năng lượng chị trời, nha. Bóng điện này. Bây giờ là không phải lo nghĩ về nhà cửa nữa nhỉ. Ở đây là ví dụ như là đồ đạc tủ tiếp thứ là em trở lên cho hai anh em đúng không? Trở lên hết rồi anh ạ. Em làm xong ngôi nhà thì khi mà đi sắm vật dụng thì là em đi một chuyến luôn. Để em đỡ phải gọi là đi một chuyến nào đi lúc. Nên thì cắt chào. Ở đây là có sắm được cả tivi nữa. Tivi ở đây có xem được không ạ? À? Hai. Ờ, ở đây là làm nền nhà cũ luôn ạ? À? Đây là nền nhà mới, còn nhà cũ thì là cùng nghìn tím em mời chị đi xuống tham quan nhà mới chút. À, nhà cũ, hiện tại nhà cũ mấy anh em cùng nhau nấu cơm khá là nhiều đấy. À, bà con hôm nay nấu cơm ở nhà cũ cả. Ờ, mấy cái ô này mang lên trên này ăn. Bây giờ thấy khách lạ là bà con hầu như là tụ lại để mà ngắm nhìn cũng như là hỏi thăm với các bác. Bà con thì không biết nói tiếng phổ thông cho nên là rất là khó giao tiếp. Bà con ở trên vùng cao thì biết như có dịp gì ấy, như là ăn cơm hay là lên nhà mới thì là bà con sẽ đến để hộ nhau. Hộ nhau nấu cơm, bà con thì sẽ ngồi để ăn cơm nhau. Rất là cũng là rất là vui. Mà tiền ở nhà đẹp hết đấy. Cái này là cũng đổ mái hiên nhà. Nhà này làm hết bao tiền em? 150 triệu. Ít hơn anh ạ. Ừ. Là vận chuyển nó từ dưới kia ra nó chắc chắn là hơn rồi. Cao quá. Ở đây thì một chuyến xe cắt thì tầm là 2 chuyến rồi. Tại vì ở đây là đường vào rất là khó. Cũng may là Hải là còn tự chở được đấy. Sừng bây giờ nhà là coi như là cửa có này, giường có, tủ lạnh, tivi, còn sơn cả sơn các thứ là xong hết rồi. Bây giờ coi như là hai anh em cũng phải lo nghĩ rồi, chỉ việc tập trung là kiếm tiền học hành thôi. Hôm nay thấy lên trên này thấy bà con đến đông vui. À kia là em Quân phải không? Không, à Cương ấy, Cương à. Quân biết là rồi đó. Nhận một số phần quà của cô bác là gửi đến cho ba ông cháu.
Thì ngày hôm nay thì nhân tiện là lên trên này thì cháu cũng trao lại phần quà cho ba ông cháu luôn. Thì đầu tiên thì cháu cũng lên trên này thấy ngôi nhà của ba ông cháu là nhìn rất là chắc chắn và kiên cố. Bây giờ nội thất và đồ đạc ở bên trong là đầy đủ rồi. Đấy, thì cũng rất là mừng cho hai anh em cũng như là ông. Đấy, thì lời nói đầu tiên thì anh chúc mừng nhá. Đấy, chúc mừng. Và cảm ơn đến em Lực bên kênh bản em. Đấy, thì em ý thì cũng mới thành lập kênh nên là hiện tại là kênh vẫn còn hơi yếu. Nên là em ấy đã thực hiện cái ngôi nhà như này thì cũng rất là tuyệt vời rồi. Hy vọng là trong thời gian tới thì em sẽ càng cố gắng hơn nhá. Để anh em mình sẽ đi xa hơn và lan tỏa rộng hơn các hoàn cảnh khó khăn ở trên vùng cao này. Có thể là mình sẽ thực hiện nhiều chương trình hơn, nhiều nhà hơn như thế này để trao cho các hoàn cảnh. Đấy là một cái điều rất là tuyệt vời. Và ngày hôm nay thì thưa cô bác là một số phần quà thì bây giờ cháu sẽ thông qua danh sách và cháu sẽ trao lại phần quà cho ba ông cháu. Ui, nó rơi thì trao luôn nhé. Đầu tiên không thì cháu. Không, cái này không có. đầu tiên thì hôm nay thì anh lên đấy là anh cũng không có gì đâu. Mừng tân gia em, hai anh em. Đấy, đưa cho ông nhá. Đây ông. Đấy là của vợ chồng cháu nhá. Còn bây giờ là cháu sẽ đọc của các bác là gửi đến cho ba ông cháu này. Bác Phạm Thị Ngân. Ngân. Phạm Thị Ngân ở Hà Nội là gửi cho ba ông cháu là 1 triệu. Và Nguyễn Thị Ánh ở Hà Nội là 200.000. Và bà bé và nhóm sư rồi tiền thì chắc là đưa cho ông cầm nhé. Xong là ví dụ mua cái gì thì lại xin ông này. Trên này bóng gì phê tờ đi gửi mà 800 này, 1 triệu này, 1 triệu 2 này, 1 triệu 4 này. Hôm nay lên đúng dịp luôn, coi như là phần quà của các cô là phần quà mừng tân gia luôn đấy. Thưa cô bác anh chị, là những phần quà của cô bác ấy thì là vợ chồng cháu cũng đã nhận cách đây khá là lâu rồi. Tuy nhiên thì về hoàn cảnh của hai em Sư Hải ấy, là vợ chồng cháu cũng không có nên chia sẻ. Thì cháu cũng rất là mong thì cô bác ông bà là thông cảm cho hai vợ chồng cháu. Hôm nay thì có dịp lên trên này thì chúng hai vợ chồng cháu là cũng trao phần quà của các cô đến cho ba ông cháu. Thế thì hôm nay lên đến trên này thì lời đầu tiên là cho cháu Hiển xin được thay mặt cho ba ông cháu là cảm ơn đến các cô bác. Thứ hai thì cũng cảm ơn đến em Lực rất là nhiều. Em đã rất là cố gắng làm cầu nối rất là tốt đến quý cô bác ông bà, làm được cái căn nhà cho hai em. Hiện tại thì căn nhà đã hoàn thành rồi. Còn Sư Hải thì anh chị chúc mừng hai em nhé. Cháu chúc mừng ông nhá. Đến các cô này. Con cảm ơn các cô đã gửi tiền đến cho con. Con cảm ơn các bà đã gửi tiền cho con và chúc bà con được sức khỏe, con cho con về đây. Em lấy mic cho Sử. Đã, nào. Hải. 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 Nhiều cái nhầm Hải với Sử. Các ông các bà thì đã cho ba ông cháu. Con chúc các ông các bà thì sức khỏe và luôn thành công trong công việc. Rồi. Hôm nay thì anh cũng là người anh của các em. Anh thì lớn tuổi hơn các em rồi. Nay anh lên trên nhà thì thấy nhà cửa của em như thế này là cũng ổn định rồi. Bây giờ em thì không đi học nữa. Ở nhà bây giờ em lớn ấy thì là cố gắng bảo ban em trai của mình để đi học. Sau này nếu mà có điều kiện thì học xong lớp 9 thì em lại tiếp tục là cho em trai đi học cấp 3 để học có cái bằng. Sau đó thì em đi ra ngoài làm, bây giờ đi làm cái gì cũng dễ hơn. Bây giờ không có bằng thì làm rất là khó. Thì nhà cửa thì được các ông các bà giúp đỡ rồi. Bây giờ mình chủ yếu là tập trung kiếm tiền, làm ăn. Sau này em lớn rồi cũng phải lấy vợ. Và cố gắng là nghe lời ông và chăm sóc ông thật tốt nhé. Bây giờ ông thì chắc là cũng được hơn 60 tuổi rồi đúng không? Được hơn 80 tuổi. Úi dồi ôi, hơn 80 tuổi rồi á. 80 nhưng mà trông vẫn còn khỏe lắm. Hơn thanh niên anh ạ. Cũng về năm ông thì thực sự để mà nói bây giờ ông còn sống được khỏe như thế này là cũng là một điều may mắn với các em đấy. Thì cố gắng chăm sóc ông thật tốt à. Ở với ông ngày nào thì mình cứ vui vẻ ngày đấy đúng không? Bây giờ thì cũng chả biết nói gì hơn nữa. Cũng khá là muộn rồi các bác ạ. Để em được tiếp tục là triển khai là cho bà con chắc khả năng ăn cơm thôi.
còn hôm nay thì cháu Lực cũng rất là vui mừng các bạn khi mà cháu Lực đón được anh chị Quyền lên để mà chung vui cùng với lại gia đình ba ông cháu, và đặc biệt hơn nữa thì là anh chị Quyền Hiền Huy thì cũng có kèm theo là những cái phần quà mà các bác cô chú gửi tới cho ba ông cháu. Thì ba ông cháu thì có thể như là em Sử với em Hải thì còn biết nói tiếng Kinh, còn ông thì không biết nói tiếng phổ thông rồi, nên là cháu được xin thay mặt tất cả xin thay mặt ba ông cháu gửi một lời cảm ơn và một lời chúc sức khỏe tới tất cả cô bác anh chị gửi quà tới cho ba ông cháu và các bác theo dõi những cái kênh Thiên Nhiên ở trên vùng cao. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều. Hay còn bây giờ thì chắc là cũng đến giờ rồi, mấy anh em mình cũng lên và vào mâm thôi anh nhỉ. Bây giờ em đi bảo cho bà con là vào ăn cơm đi. Vâng. Bây giờ thì sẽ để ông là ông đi bố trí thì nó sẽ đúng hơn. Ông ăn dạ. Phải đúng con bác mà chỉ khó lo. Cũng giả cái là nổ. Im tức khả sầu đó lên. Còn có ai đến sau nữa không? À mấy hộ không ra đúng không? Bây giờ là em cứ đi mời các cô chú ăn cơm đi. Mời chú ăn cơm đi. Ông ấy chắc là một hồi cháu Lực cũng đã điện cho bên xá rồi cô bác, thì mấy anh sẽ bảo là một tí nữa sẽ lên sau. Còn là chắc là bây giờ thì cháu Lực cũng sẽ cùng anh chị Quyền Hiền là cùng với bà con đi vào và ăn cơm nha cô bác ạ. Làm từ sáng đến giờ thì cũng khá là đói rồi. Bây giờ thì chị em mình vào đi anh. Ông ơi, xem là hát tục cơm bên đường đi dân em ăn lắm ạ. Ừ, có mà ý năng mới hỏi nhá cho nó mau làm nha. Mau lo. Cái chỗ nhá gì tôi đấy. Cái chỗ nhá gì tôi nhá rồi là. Chúng có gặp thì dân đang đang sắp cắm nó, còn mấy bên ngon đang ngó. Thì dân đến hà chuông. Thì cha chặt nỉ hỏi nhau. Chúng nhau hết đây rồi. Mình sẽ lo với nhau thế. Anh vào đây. Vâng. À, đây là một người ăn cơm bằng bát này luôn à? Cơ thể rất là nhỏ. Cơ thể rất là nhỏ. Nhau thế à? Bát là không ăn phải để tầm 5 bát ngày mới về. Cái gì mà nhau này không thấy lề? Hả? Cái giờ mình nhất thế là chúng ta mà lên nó lên đây. Không. Cái này và ăn được. Cái này là ăn được. Anh mà cơm đi anh. Anh mà nguồn cơm đi. Anh cho các cô chú anh chị. Đấy, hôm nay là mâm cỗ là đầy đủ các món. Đây là giá đỗ này. Đây là đỗ này, đỗ xào lòng này. Đây là thịt ba chỉ luộc này. Đây là xào này. Đây là thịt ngang này. Sốt cà chua. Là một bữa ăn đầy đủ rồi. À thiếu đây là một chai nước, một phép rượu, ai không uống rượu thì sẽ uống nước. Cũng may là bắt đũa là các thứ là đủ đấy nhỉ, hay là anh Hải Sử là đi mượn cho anh một cách. Anh vào đây anh. Xem mà con ngồi. Nhá 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 xem tiền này cũng là. Chà chà lòng nhá tê tê à chà. Có vẻ như là con đang tâm. Ờ tiền nó sao quá chứ giờ nó tiền đâu. Anh trong nhà ngồi đi. Trong nhà con nhiều mâm mà, trong nhà con hẳn 4-5 mâm mà. Anh, vào trong nhà đi. Vào nhà, vào nhà, vào nhà. Xứ đâu rồi nhỉ? Vào đi. Quân lấy lại Phương thì đến từ sáng rồi các bác ạ. Bây giờ thì mới được chuẩn bị vào là ăn cơm. Trước khi vào ăn cơm thì có điều gì muốn nói với Sử không? Có. Hả? Có điều gì muốn nói với Sử thì làm luôn làm thủ tục không? Hả? Em có ít tiền cho anh. Đấy, chợ Sử quân nó mừng tân gia thì nhận đi. Đấy, còn hôm nay thì cháu Lực cũng nhận được thêm là hai cái phong bì của bác ạ. Một cái phong bì là của bác Chiêm bác Hà, và một cái phong bì thì của là bác giấu tên thì có gửi cho em Sử. Thì hiện tại em Sử cũng cầm đi nhá. Rồi, cảm ơn tất cả các bác đi. Các bác đi.
Vâng, cảm ơn các bác. Đã gửi. Đã gửi. Tiền tân gia. Tiền tân gia. Đấy. À, bây giờ thì bố trí là ngồi đi. Vào đây, vào đây, vào đây. Vào đây. Ôi, mày chó tao hay cả. Mà. Ê, lên lửa nữa đó. Mầm mầm trên kia nữa là. Mầm ký đúng rồi, xong mầm lên đấy. Hay là anh em mình vào mầm lên đấy. Các cháu thì đang ngồi ở ngoài ăn cơm này. Anh em Hải thì ngồi đây ăn cơm à? Trước khi ăn cơm là mời cháu có bà nhá. Cháu Hải mời quý ông bà cô chú anh chị ăn cơm ạ. À. Rồi. Ở đây thì có vẻ như là hai bạn nhỏ này là sinh đôi này cô bác này, mặc ở trên mình là những bộ váy mông này, này cổ tư chứ mấy? Cổ tư đây. Ồ, thì váy này là váy mua đâu cô bác ạ. Còn là bây giờ thì sẽ để cho các con cơm tự nhiên nữa. Giống quá nhanh này nè. Cháu được xếp được hình thêm cô bác không? Tí nữa mấy em xá vào, mấy em xá làm cơm xong. Con ăn cơm à? Ồ. Mấy em ăn cơm đi nhá. Anh cơm đi, anh bảo ngồi trong nhà đi, còn mâm anh không vào. Cơm đi anh. Cơm đi. Cơm đi. Hay vừa rồi thì mấy chú ở bên xá thì cũng đã lên đến nơi rồi các bác ạ. Này, chú vào đi. Dạ. Ô tô vào rồi. Hả? Để ô tô mi, con có pin mà. Đây. Hồi hôm nay thì anh chủ tịch thì cũng lên luôn các bác ạ. À. Anh đi vào ngồi đây. Anh đi vào ngồi đây. Ê, anh ngồi ngồi trên này đây anh ạ. Chú ngồi trên này đi. Mấy mâm, làm mấy mâm? Làm 10 mấy mâm thôi. Thôi, chủ đạo bắt tay vào nó. Bắt pin. Ông bắt cả hai tay luôn. Mấy anh em làm vâng ạ. Đấy, Sứ ơi, ngồi ngồi xuống đi. Đấy, ngồi xuống. Em 98 ạ. Ôi, 98 đấy à. Quá. Thôi vào ăn ngồi ăn cơm đi nhỉ. Vâng, vào ăn thôi anh ạ. Đây. Mát, năm luôn, chú ạ. Đấy, cả Trinh nữa. Chị Yến này vào đây chị ạ. Đây, bây giờ thì mấy chú ở bên xá thì cũng đã lên đến nơi rồi các bác ạ. Chắc là cháu Lực cũng sẽ phải là dừng ghi hình ở đây thôi. Và xin cảm ơn các bác đã theo dõi hết video. Xin chào các bác. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng các bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà cô chú anh chị và tất cả khán giả trên kênh bản em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều.